Trung tâm thương mại Moscow, mà người Việt còn gọi là chợ Lyubelino, một trong những khu chợ lớn nhất ở Moscow có đông người Việt làm ăn buôn bán. Có thể thấy hoạt động kinh doanh ở đây không nhộn nhịp như trước đại dịch, song hầu hết người Việt đã ra chợ bán hàng. Mặc dù khách mua vắng vẻ, song do tiền thuê chỗ bán hàng hàng tháng tại chợ buôn này rất cao nên bà con vẫn phải đi làm, hy vọng vớt phát được một phần tiền trả tiền thuê chỗ của chợ. Làm để duy trì để đóng tiền thuế. Đấy, thuế bọn em rất là cao. Thế cho nên là bắt buộc phải đi chợ, nhưng mà đi rất là lo lắng, cái tư tưởng rất là lo lắng. Ai cũng phải có găng tay và khẩu trang, thằng cồn y tế và cồn xịt tay là lúc nào cũng có trong người. Cứ tầm 15-20 phút, cùng lắm là nửa tiếng lại xa một lần. Nói chung là cũng run anh ạ, run lắm, rất là sợ. Nhưng mà bây giờ thì vì miếng cơm manh áo là mình phải đi làm thôi, chứ còn thực ra là rất là run. Em đi ra chợ này là em phải gửi cháu sang nhà hàng xóm ở rất là xa. Quả thực với việc thủ đô Moscow tiếp tục nới lỏng cách ly cho phép các cửa hàng chợ công viên hoạt động trở lại là điều đáng mừng. Song với số ca nhiễm virus corona mới lên tới hàng nghìn người, không thể không khiến cho người Việt Nam ái ngại. Bên cạnh đó là viễn cảnh kinh doanh ảm đạm khi còn virus quái ác khiến cho cỗ máy kinh tế của nước Nga đình đốn suốt 2 tháng qua.